khó trong vòng này. Thách thức dành cho cả hai đội đó chính là cái trò chơi rất là dễ thương như thế này. Banh đổ, banh đũa. Không chơi banh đũa nha. Mình chơi mạnh mẽ hơn. Dạ, mình chơi đòn bẩy. Xin mời anh Thuận với đôi chân dài của mình giúp em thị phạm. Chúng ta sẽ có hai vị trí của hai thành viên trong một đội. Thành viên đầu tiên sẽ đứng bên đây. Rồi. Thành viên còn lại đứng bên kia. Đó, mình thử luôn đi. Đồng đội anh đâu rồi? Đây, đây. Đó, anh qua kia. Thời gian của mỗi đội chơi sẽ được là 3 phút trong một lượt. Và trong 3 phút này chúng ta cố gắng mang thật nhiều bóng bằng cách là chúng ta dùng cái đòn bẩy này. Anh dùng cái chân của anh. Dùng một cái lực nhất định đạp thật mạnh để cái đòn bẩy lật qua kia, cái banh văng qua kia. Anh Minh sẽ là người cầm cái rổ hứng. Trong 3 phút mang về càng nhiều banh càng tốt. Rồi, và cái điều hấp dẫn ở trong vòng thi thứ hai này, vòng thách thức, đó chính là những cái lời thách đấu với nhau. Không biết là chúng ta sẽ mang về được bao nhiêu bóng trong đội của mình, nhưng mà chúng ta phải đưa ra lời thách đấu với đối thủ là trong 3 phút chúng ta nghĩ chúng ta mang về được bao nhiêu quả bóng ở lượt chơi của mình. Xin mời Thuận. Tôi nghĩ là ba trái. Ba trái, giá khởi điểm. Ba trái. Bốn trái. Bốn trái. Sáu trái. Sáu trái kìa. Ba phút lần nha. Ba phút nha. Sáu trái. Bảy trái. Bảy trái. Chưa em. Ai thách đấu cao hơn sẽ được 50 điểm, ai thách đấu thấp hơn được 30 điểm mà thôi. Tám. Tám trái. Nhường à? Nhường. Nhường. Nhường anh. Anh đồng ý không? Nhường. Ok. Trời ơi. Tám trái nhường. Trời ơi, áp lực. Trời ơi, tự nhiên nói rồi đã giờ trời ơi là sao? Lỡ rồi. Lỡ rồi, mình lỡ phóng lao luôn. Nằm nhì duy trí đã nói là 8 trái, là phải làm được 8 trái đó hả? Nhiệm vụ 7 trái trong vòng 3 phút sẽ được 30 điểm. Còn ở bên đây, anh Lê Minh và anh Ngọc Thuận, 8 trái sẽ được 50 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi đầu tiên. 3, 2, 1, chơi! Trái đầu tiên. Một trái thôi. Hay lắm. Hey, ơi. Cứ lên trời tụt xuống dưới không à. Hey. Hai trái. Được nha, được nha. Ba trái. Có nhịp rồi. Quen chân rồi. Hay quá. Ôi, đi qua vậy. Mình đánh. Đổi người. Cố lên. Hết giờ rồi. Cái vậy? Mạnh dữ vậy. Sao vậy ta? Khó lắm. Đúng rồi. Một trái nữa. 30 giây cuối cùng. Và Còn chơi tiếp luôn, chơi tiếp cho đội bạn sợ. Chơi tiếp luôn. Wow. 10 giây cuối cùng. Chơi được 3 trái nè. 2, 3. Chúc mừng. Và chúng ta sẽ cùng nhau đếm số bóng của đội Lê Minh và Ngọc Thuận. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quả bóng, chúc mừng. Vậy là anh Lê Minh và Ngọc Thuận đã mang về cho đội mình 50 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi của Trùng Dương và anh Tuấn. Và 3 phút bắt đầu. Ây da. Lái cái chân chút. Lái cái chân về trước chút. Đúng rồi. Ây da, cái gì vậy? Đi đâu vậy? Đó. Không. Trả cái rổ cho người ta. Vô. Hai. Rồi. Đây. Lỗi rồi. Đổi người không? 2 phút, còn 2 phút nha. Mạnh quá rồi. Đổi người không? Đổi vị trí. Nè, đạp luôn anh. Trời, quất vô hết luôn à. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi đạp chân trái á, dễ hơn á. Có chân. Chân trái nó vô hơn. Ơi, được rồi. Trời ơi, tiếc quá. Không được. Trời ơi. 45 giây. Được rồi. Hai trái nữa. Hai trái được rồi.
Vô. Cho tôi, cho tôi. Ba. Hoàn thành nhiệm vụ. Và chúng ta cùng đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Chúc mừng. Vậy là hai đội đều hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Okay. Nhưng với mức thách đấu thấp hơn thì chúng ta nhận được 30 điểm tối đa thôi. Chúc mừng. Vì ngay bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến một không gian để chúng ta cùng nhau hát karaoke. Chúng ta hát với nhau với những ca khúc rất quen thuộc trong vòng thi thứ ba. Vòng thi thứ ba với tên gọi Về Đích.